Tí luôn. Hơn, 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 hơn. Đợi này là hơn. Đó. Một giá ký rồi ta. Ký chân. Tại sao mà có ký đó. Gửi nó luôn. Sâu sâu chút nữa tiếng ngay. Chứ mà lưới nó nổi lên đâu có vô. Đúng rồi, con em xong cái. Còn thằng máy đâu mà mù trển nó không đặt trời. Anh lùa, anh đặt ở trển, anh lùa xuống. Hai thằng đặt cái giáp tay luôn chứ mà mơ nó cạn cầu rồi chạy mê lắm. Nghe anh Tư nói là cục trong quậy quá trời. Nó hồi nó cạn cả giờ rỉnh vô nè. Đó này cũng có ruộng nhà luôn hả cô Bảy? Ruộng của anh Sáu. Dạ. Tổng một chục mẫu á. Đó cái gì mày? Chùm mồi. Được không? Được không được trời. Này cây chùm mồi các bạn. Mày nói là ăn được á, mà mình cũng chưa ăn cái này nữa. Đã. Chắc. Ngon lắm các bạn ơi. Nói chung là mấy ngày nay cũng buồn lắm nha các bạn. Mãi đi giăng lưới rắn mà mấy anh em mình hổm mua cũng hết gần cỡ cả trăm chiếc lưới á. Mà mấy nay đi thăm rắn mà sao bị mất lưới hoài à. Nói chung anh em mình đi giăng rắn rồi cũng cực khổ. Đi đêm đi hôm giăng từng chỗ vậy mà mình mất mấy tay lưới mà chắc mình nghĩ là dính rắn rồi, có bị ai gỡ luôn nha các bạn. Bởi lâu lâu mới dính được con hai con rắn mà bị gỡ vậy là cũng buồn. Chạy rồi đó, nãy đằng kia mình không thấy.
em chia ra ăn được. Rồi, đỡ lên. Không đất bỏ ra. Nè, trước thì quá trời rồi nè. Đã vậy nè. À luôn. B. Lên ngang bà con. Đó. Lên nữa tới. Ồ rồi. Cái là bự rồi. Bự. Mình vớt hụt xa quá. Đâu còn đâu, đâu sót đâu, chạy hết mà. Thấy không? Chạy. Trời cứ được kiếm ra. Lên đàn từng hà đó. Để lên rỗng rồi. Nói cái này còn chưa cá ví rồi. Như này hơi lớn mà. Con lớn của con này chủ về chưa cực mở bụng. Hiếm. Ý còn sót đâu quá trời. Trời quá. Đã tới lúc thu hoạch rồi mà còn làm đổ tháo nữa ha. Ký một không tới ký nữa. Trời lên cho đó nhiều. Nãy đủ mày có nhiêu đó mà bọn mày. Hồi nãy thục nhiêu. Hồi nãy thục nhiêu là nó dồn lên đó. Tính ra cái này. Mãi còn nhiều hơn của Tấn nữa. Nhiều hơn rồi. Thì nãy thục tới đó rồi, tự động nó quẹo lên hết à. Mãi chăm con mày. Cá đẹp. Mẹ nó có mấy thước đâu mà vậy. Giờ sao làm lại nữa hả? Có lượng cái đó khúc đó rồi. Được một khúc à. Kiếm thêm mớ nữa người bảy vài trăm gram nữa về mặn ra con mới chạy ruộng chơi rồi rồi tôi nói vô tà điện đó là nó cạn lọt xuống mương rồi bây giờ nước lớn đầu trên nó dự định vô nè mà bảy sợ quay phim mọi người ơi. Không, ở đây nãy nhiều lắm nè. Nhưng mà anh thấy cũng là lớn lớn nha mày. Chứ không có nhỏ như bữa. Giờ làm tay lưới lần thứ hai nha các bạn. Mà sống đây không không biết sao. Cũng như mỗi ngày thôi nha các bạn. Mình đi đông rồi đó chứ có mình mãi làm à. Còn mình với Châu đứng nhìn thôi à. Đám người của ai chạy bãi. Cái gì? Đám ruộng à. Có đâu. Cô Bảy trong đây, cô Bảy làm được mấy mẫu cô Bảy? Trời ơi, vô đây có nhiều tiền mua con đám mẫu rưỡi này nè. Cô Bảy nói đám nào, đám bên đây hả? Ừ, đám bên đây nè. Ôi sao thấy, con thấy dài quá mà có mẫu rưỡi hả cô Bảy? Luôn cái ngâu luôn. À. Còn quyền trong đó thành ra cắt ba công là mấy ngôi. Dạ. Hôm trước con có làm đám cưới nhà bên đây nè. Đám cô dâu Tinh Như á. Như nhà đầu già đầu dàm đắng. Dạ, ngay à, con. Ba. Con hai đạt, Như hai đạt. Ừ. Mà này cũng mấy năm rồi. Đâu ta? Đúng rồi. Uống nước đi em, lấy sức.
đi xíu lên. Mình chạy đi, để cho nó xuống. Anh em mình quyết tâm làm lưới này nữa rồi mình về nha các bạn. Tại ở dưới chạy lên đây cũng hơi xa. Mình đi tranh thủ giờ này mình cũng sợ mưa. Giờ này trời chuyển mưa rồi đó. Thôi rung chi. Ê có cò con vậy đó. Thôi kệ nó. Ôi núi cò mà núi gì. Anh Châu anh đòi bắt cò về nuôi nha các bạn. Nuôi cò luôn. Nuôi cò luôn. Nuôi. Ôi, nó chạy kìa, tấn nó quậy kìa. Ừ. Nó kìa. Nó cái này là kêu là tinh nhớt hả? Tinh nhớt. Có mua cự đâu đẳng hả ta? Này. Vô tới đây luôn. Cưa cây đó, nãy mình chạy qua đó. Nãy hả? Tính ra hôm nay cũng còn nghiệp mãi lắm nha các bạn. Hôm nay giăng lưới rắn mà bị mất lưới hoài nè. Tính làm kiếm dạng rắn để mua cao mới. Còn con leo ra hai ba con cả. Mà mấy bạn thấy như vậy nè. Đó. Ôi cò để còn hết. Cái con nó tính ra nó hay quá ha, nó gắn cái diện chân nó mà nó nổi hay quá. Gắn tao rồi. Được lắm. Đi hết đâu, rút bé không? Không hết, cái gì vô mà tới chút rong là. Này cái nước mai á, mai lại là mới ngon. Là nó bị dọn ra rong rồi đó. Ồ, chú dưới đá nào nè mèo. Thì quá chứ hả? Má nằm trong ghê không? Sách má luôn. Không? Nằm ngay đây nè. À luôn. Chú xuống luôn mà. Quá trời. Cốt rượu rượu để nó dậu luôn. Ôi, nhiều ăn nhiều. Để đi. Sách vậy rồi. Có rồng vô luôn rồi kìa. Ôi dồi ôi kìa. Sách thiên nhiên mà. Vừa lên vậy kìa. Sách thiên nhiên. Đẹp quá, chú có nhiều lắm, cốt rồng hết á. Không vô đằng đầu nè. Hay cũng nhiều quá chứ bết đâu. Vô cũng được. Hình như anh thấy có cá hồng rồng nữa. Nè, nè hồng rồng bự nè. Ký rồi cầu. Ký không? Hơn 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 hơn. Đó này là hơn. Đó. Đó ký rồi ta. Ký chân. Tại sao mà nó có ký lắm. Gỡ nó luôn. Vô mà. Cái đó giờ nước mà lấy rổ quậy 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 lại dính vui lắm. Đảo ra đó đó. Ừ, cái thùng đằng kia hai đây. Thùng không không chứ. Dọn vô một thùng thôi phải không? Ừ.
Lưới này lưới 2 nha các bạn. Nó cũng hơi nhiều. Lưới 2 rồi hả? Lưới 2 rồi. Đâu còn đi dài 2 lưới. Dài mấy năm dưới. Ồ, đi. Đi dài. Ồ, tôi về tôi đi bắt ăn hổ. Ăn hổ rồi hả? Châu phụ anh sao? Vô em. Con rồng nữa. Con rồng nữa. Lớn rồi, rồng này lớn nè, chắc cá mẹ bỏ rồi ha. Thẻ rồi. Lấy thùng cho giữ. Đâu có thà vậy chứ không lẽ lỡ dở là mất công chạy về. Lỡ không có cá, lỡ cá nhiều quá rồi sao. Chứ như bữa hổm đó anh thấy đó, một lưới mà 18 kg đó. Cái em hỏi mình quay mới ngon á, tấn lụt mà không quay cái ghê á, mãi mấy lúc mà mấy cái đám lên đó mãi cá hết thì bệnh nha, vô một cái là bọng là thấy cảnh thì đó, bữa hổm đó vô 18 kg đó một lưới đó. Về đi bắt cá học mít. Cái vậy có đi xuống dậy đó chưa? Không, chưa đi thà vô mà. Đồ này của mãi nha bạn. Hai bao. Hai bao. Đây. Đây. Một cái kia lại luôn. Giờ mình đi thăm rắn luôn nha các bạn. Mình đi thăm rắn luôn. Đang thăm rắn giờ luôn á. Trên đường đó. Có được con gì không? Này trớt luôn hả? Rồi lưới à, em có tính gửi không hả? Để để nó luôn. Ừ. Lưới đó để nó luôn thì cũng đang ngon rồi. Ừ. Qua hả? Qua lượm được con hơn ký hả? Hổ hành hả? Con hành dính ngay ta lưới cũ luôn. Ủa nhưng mà nó dính vậy rồi qua em bắt nó còn sống không? Nó mới chết rồi. À vậy hả? Mà em đi chiều vậy cũng được chứ em để qua ngày là nó dục luôn, nó sình luôn. Rồi. Ở trong đây qua mãi có đi thăm rồi nha các bạn. Qua thăm được rắn hổ hành. Bữa nay đi thì không có. Thu hoạch của ngày hôm nay mấy bạn. Nãy giờ anh em mình đi chắc tầm cũng hơn 2 tiếng rồi đó. Ủa nó nè. Con chết hay con đi mày. Nó bài đâu mày. Cua này. À, cua đá. Cua này bắt nào mày? Kinh bắt hôm. Cua kinh. Không phải gì. Bây giờ là mưa không có lớn đi đâu hay. Mày. Hả? Mưa này không lớn rồi đi đâu phải không? Rồi, để cho nước vô luôn. Tham bán. Thôi, nó chia ra ăn, bữa ăn, bữa ăn. Thôi, anh uống quá. Mày bắt cá đắt lắm nha các bạn. Thế mà mới bắt là về là có người ta dặn mua liền luôn nè. Có rổ không? Em dở rổ ra, em đổ vô mãi. Rồi, nghe đầu nào trong đó luôn kìa. Nghe không? Ghê quá. Lấy đầu cân đi, bỏ vô bịch chỉ cam đâu, coi coi gọn không? Ừ, nó phải vậy đó. Mê luôn. Đâu? Con gì? Đâu? Đâu? Bắt đi. Ừ. Đó, 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 kêu bắt kẹp. Con cua. Còn thùng cá lóc bên đây nữa nha các bạn. Ý. Nào bên đây bự dữ à. Đó. Nó còn như nó bị. Cũng tối qua luôn hả mày? Rồi con nó tóc dài luôn rồi. Vàng nữa. Cua. Rồi rồi sao rồi. Ủa vậy? Trời cái vàng cái trắng không mà. Nè, cua bên kia kìa. À. Ừ. Rồi đi hang cá trời vàng nha mấy bạn. Cá này giờ hiếm lắm nè. Ít thấy lắm. Rồi rồi thôi em đem lên nó kia cân đi. Này có đổ nước lại cho nó không? Đổ lại chứ. Ủa rồi chứ Tâm có mua con mấy cá bự này không anh Châu? Rồi rồi. Mày cho nước vô đi rộng lại. Bạn rưỡi.
này là 3,6 kg luôn chứ. Ừ. Ừ, 6. Nhưng mà em trừ bị đổ đi là còn 3,5 kg. Ừ. Rồi, xe con. Con thử rồi mày. Dùm, dùm, dùm. Dục đi. Dục thử không? Ừ. Ờ gì vậy? Đặt lò vô. Ủa, ếch mà đặt ở trong cái này hả? Ừ. Sao hay dữ vậy ta? Bọc bao nhiêu cái mà được mấy cái có dính làm bung làm con á. Thêm mấy cái. Quay nhỏ luôn kìa. Con gì? Bắt đi, con cầm đi. Con cầm đi. Này ếch nè các bạn, tô qua máy đặt. Đặt lò mà dính gì nè, 5 con. Ủa con này sao nó vàng khè anh chồng? Ừ, này là ếch tự nhiên nha các bạn. Okay. Đâu mà cái đại cái này mà anh đặt sao mà con ếch mà nó bự chui vô dừa này luôn. Ôi, hay thiệt chứ. Ôi ôi nó nhảy nhảy. Đâu? Đâu? Con cầm ấy. Bắt nó ra. Nhóc này là con của Mãi nha bạn. Đẹp trai lên lắm. Về con tính làm gì? Giọt à, tôi giọt nè. Rồi giọt giọt, em cũng giọt luôn. Đi. Đi. Máy vừa cho nó mặn vậy. 220 phải không? 220. Mãi. Ừ. Làm gì? Con rắn nhỏ còn lắm hả?